Thôi, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình quay cho các bạn xem gì con máy 95 các bạn. Nó đang cắt cái miếng cái khuôn này cũng nhỏ mà nó chẻ giữa làm đôi rồi các bạn. Con này 95, con này lên đời nha các bạn. Con này 70 lên đời nha. Mấy con này chắc mình đậu là con 70 lên đời 95, bởi vì cái mé bên này thì nó để cái tem của nó là 95, còn bên kia thì con tem 70 các bạn. Người ta ra là làm ngựa cho luôn các bạn. Nói chung ra cắt chúa lúa mà vụ lỡ gì đây là xung quanh như lại chín chuột nó gom về. Các anh chị xem video em có hay thì hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký anh chị em, để em có cái động lực để làm những video tiếp theo ha. Chưa thấy anh nào để giật chuột cái bắt hết trơn quý nữa.
Rồi, con 95 lên đời này nó đang bị chạy dây xuống các bạn ơi. Con này con 70 lên đời 95 nha các bạn. Mình đoán là như vậy thôi chứ mà không biết mình nào chưa cũng chưa có am hiểu về máy cũng như người chưa cũng chưa biết được. Chỉ mình thấy cái tem gì đó. Đây. Đáp. Thấy cái tem gì đó mình chia sẻ cho anh chị xem thôi. Rồi anh mới kéo này ra với sẵn đó là ra lấy lúa nha các bạn. Để qua bà mẫu luôn, cái gì đây đường số rồi, cái anh sẽ kéo lần đó anh chạy vào bài bài vô kìa. Yeah.
Rồi xong phim. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo nha.